Hi, cho anh em ngồi chia sẻ lớp mình nhặt tờ lũ H8 để giúp quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Vậy là hôm nay đã là ngày cuối tháng, ngày cuối cùng của tháng 10 rồi. Và có lẽ tháng 11 sẽ là cái tháng phải gọi là mới mẻ nhất từ trước tới nay. Có một sự kiện mà chưa từng xảy ra các bạn ạ. Đó là sự kiện, nó cũng giống như cái kiểu là cái gì nhỉ? Sự kiện chưa từng xảy ra là chưa từng xảy ra đấy các bạn ạ. Chưa bao giờ đầu tháng nó lại không có mèo như là tháng 11. Thông thường thì vào cuối tháng thì Gaia sẽ công bố boss mới, lịch đua boss mới cũng như là quay mèo thần tài. Tuy nhiên tháng 11 này, hôm nay bây giờ đã là 23 phút rồi. Và trên bảng thông tin của Gaia Mobile vẫn hoàn toàn chưa có bất kỳ một cái thông báo gì về cái lịch quay mèo tháng 11. Do đó nhiều người khẳng định, trong đó có mình, đầu tháng 11 sẽ không có mèo. Mèo nó sẽ bị rời lại. Theo cá nhân mình nhận định, mình dự đoán thì nó sẽ rơi vào khoảng độ mùng 7, mùng 8 gì đó, hoặc là rơi vào giữa tháng mùng 10, cái tầm đó. Cái này thực ra đối với mình thì cũng không phải là cái điều gì đó quá bất ngờ. Nó có bất ngờ, mình bất ngờ một chút nhỏ, gọi là bất ngờ nhẹ nhẹ thôi, chứ không phải là quá bất ngờ. Bởi vì những bạn nào mà hay theo dõi cái kênh video clip của những cái người chơi ở bên CVQ hoặc có app bên CVQ thì các bạn cũng đã thường nhận ra một vài cái vài điều nhỏ nhỏ, đó là người ta thường quay mèo vào tầm khoảng độ là cái gì nhỉ? Vào rơi, nó rất là lung tung các bạn ạ. Có bữa thì mình nhìn thấy nó rơi vùng 10, có bữa thì mình nhìn thấy nó rơi vào cuối tháng, có bữa thì mình nhìn thấy nó rơi mùng 4, mùng 5. Do đó thì cái mèo ấy, mình tin rằng nó không còn là một cái mốc thời gian cố định để xuất hiện nữa, mà gà rán nó thích ra lúc nào là lúc đấy thôi các bạn ạ. Điều này thì mình cho rằng sẽ làm cho cuộc chơi trở nên khó đoán hơn, bất ngờ hơn, và làm cho cái công việc tích lũy kim cương của người chơi khó khăn hơn. Do đó là đẩy mạnh cái doanh thu của Gaia về cái việc gọi là gì, làm kim cương hơn. Mình cho rằng đây là yếu tố tích cực dành cho cả người chơi lẫn quyền vị trí nhân nhà phát hành. Người chơi thì đặc biệt là những người chơi, thực ra người chơi thì mình nghĩ cái này được lợi nhiều nhà phát hành nhiều hơn. Người chơi được lợi đúng một thứ, đó là cuộc chơi có nhiều biến động hơn và nhiều bất ngờ hơn thôi. Cái này thì bất ngờ theo mình thì mang ý nghĩa tích cực chứ không nhiều hơn là ý nghĩa tiêu cực. Đấy, vì thực sự thì với những người chơi kinh nghiệm và chân chính cũng như là có một lối chơi khoa học phù hợp thì thực sự mèo nó quay vào lúc nào mình nghĩ rằng nó cũng không quan trọng lắm đâu, không quá quan trọng đâu. Ví dụ nha, của mình chẳng hạn, đúng không? Ngay cả bây giờ mình nói luôn là có ra Ad Crimson nha, có tiêu hết sạch 40.000 kim cương này thì mình vẫn có một kế hoạch khác nữa dành cho cái việc quay mèo. Mình báo trước với các anh em là cái gì nhỉ? Nó là như vậy đấy các bạn ạ. Chơi thì nó phải như vậy, đúng không? Mà giả dụ mình có không qua mèo một tháng thì mình vẫn chấp nhận để tháng sau mình gọi là cái gì nhỉ? Thọt một tháng không sao cả các bạn ạ. Thọt mèo một tháng không sao cả. Tháng sau mình sẽ gọi là cái gì nhỉ? Tính toán nó kỹ hơn. Như thế thì mình nghĩ là tốt hơn. Chứ các bạn không thể đòi hỏi là các bạn là chơi nó phải gọi là chuẩn chỉ 100% từ đầu chí cuối và không mắc bất kỳ một lỗi lầm nào cả. Cái đấy là tương đối là khó khăn. Thì mình cho rằng con mèo nó xuất hiện bất thường như thế thì sẽ đem lại cả điểm lợi và điểm hại. Trong đó thì mình vừa nói điểm lợi, còn điểm hại thì sẽ làm cho một số người khá là hụt hẫng, đặc biệt là những người rất là mong ngóng mèo, mà đặc biệt là một số cái tên phản động ấy các bạn ạ. Người ta có vô vàn lý do để chỉ trích nhà phát hành để từ bỏ cái quyền thứ 8. Trong đó thì có lý do là mèo. Mà nói chung thì chả có lý do gì thì công mình cũng sẽ nghỉ mà thôi. Đấy là cái không phải là cái gì gọi là bất ngờ quá. Mà cái gì nhỉ? Công nghỉ chơi thì cái gì nhỉ? Vẫn còn đó, đúng không? Vẫn còn đầy người chơi khác. Còn ai yêu mến quyền vương 98, ai thích gắn bó quyền vương 98, thích thú với cái game này thì mình tin rằng không chỉ vì con mèo mà lại nghỉ game, đúng không? Không chỉ vì con mèo mà lại nghỉ game. Trừ khi game vương 98 nó hết cái điều thú vị hấp dẫn thì mình nghĩ là đến lúc đó thì mình nghỉ game được. Và cái dấu hiệu đó thì vẫn chưa xảy ra. Rồi, còn video ngày hôm nay thì mình sẽ cái gì nhỉ? Lượn bôn ba ra ngoài thế giới một chút. Chứ thật sự S98 thì các anh em đã xem quá nhiều rồi. Hôm nay thì mình sẽ ra cái chế độ ngoài cái khuôn khổ đấu trường S98. Ngoài khuôn khổ đấu trường S98 hôm nay thì có quá nhiều rồi. Thực sự thì S98 bây giờ mình ngán mỗi Sumo và Cú Cốc 98 thôi. Còn lại thì tương đối là đứng vững trong vòng top 5. Thì hôm nay thì mình sẽ gọi là bơi ra bể lớn một chút để so tài với những đội hình khác nhau ở trong những cái server khác nhau, cả cũ lẫn mới, làm tăng cái tính cái gì nhỉ, đa dạng về mặt đội hình hơn. Thực sự S98 cũng đã có rất nhiều đội hình khác nhau rồi, nhưng rõ ràng là ra các nhiều server khác nữa thì nó sẽ có những cái hay ho hơn, đúng không? S98 không phải là tất cả,
Ê, rồi ok, mình sẽ vào ngay chế độ bạn bè để tìm những hình khác nhau. Mặc dù chế độ này thì nó không được gọi là công bằng 100%, vì cái đấu vì 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 cái địa điểm nó diễn ra thì nó không được gọi là cố định ở trong đấu trường. Một số tính năng của nó thì không được gọi là full như là trong đấu trường. Không sao cả, cái gì nó cũng có sai số, và trong tính năng so tài này thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái sai số đó mà thôi, đúng không? Mỗi trang vì mình có rất nhiều bạn ở trên Gaia, mình hôm nọ thì lên Gaia Mobile thì mình đếm rằng có tới hơn 300 người các bạn ạ. À, rất là nhiều đúng không? Trên này thì nó hiển thị tới hơn 250 người. Ê, mỗi trang là 10 bạn mà các bạn khoảng 250 người. Thì để cho tiết kiệm thời gian cũng như là cái gì nhỉ, nó không bị trùng lặp về mặt đội hình cũng như không bị trùng lặp về mặt ý tưởng, thì mình sẽ mỗi trang thì mình sẽ bốc một bạn để so tài. Chúng ai thì cái gì nhỉ, chúng chỉ gọi là để cho vui thôi đúng không? Và mình sẽ mỗi đánh có trận thôi, không có cơ hội lặp lại lần thứ hai. Đấy, mình sẽ cố gắng đánh với những bạn mà ngang lực chiến và ngang uy lực với mình, hoặc là chênh lệch nhau không quá nhiều. Trước tiên thì mình soi lại chút lực chiến với uy lực của mình, đó là lực chiến thì là 300 936.000, một con số mình nghĩ rằng tương đối ổn ở thời điểm hiện tại. 1,1 triệu đang là con số lực chiến mình cho rằng là cực kỳ cao, tầm một trên 1 triệu cực kỳ cao. Còn mốc 900.000 đang là cái mốc tương đối bình thường. Mình là 936.000 thì đây là mốc trung bình đúng không? Không quá cao, không quá thấp. Uy lực của mình thì rơi vào khoảng độ xấp xỉ 31.000. Thì đây cũng là một cái mốc uy lực thông thường thôi, chỉ nó cũng không cao, không thấp. Đấy là ghi nhận của riêng mình. Một đội hình của mình có phải nói là đội hình hết sức là mức độ bình thường. Thắng thua của đội hình của mình thì nó sẽ chủ yếu dựa vào cái tính logic trong đội hình là chính. Chứ lực chiến và uy lực của mình, thực sự lực chiến và uy lực của Tù Lũ S98 không phải là điểm lượt các bạn ạ. Đấy, các anh em nào xem các video clip của mình thì cũng chú ý cho mình luôn đúng không? Đó là lực chiến và uy lực của Tù Lũ S98 hết sức là bình thường. Rồi, không hiểu sao tự nhiên nó bị bung ra đúng không? Bị bung ra. Cái danh sách bạn bè của Quyến Vương 98 dạo này nó cũng hơi đơ đơ các bạn ạ. Mình đã phải gọi là cái gì khoảng 2 tuần nay không thể nhận được thể lực thông qua cái danh sách bạn bè, thông qua danh sách bạn bè ở trong Gaiana Mobile. Đấy, trong trong Quyền Vương 98 khả năng là mình phải gỡ ra mà mình cài lại thôi. Chắc bữa nào đó mình phải gỡ ra cài lại, không biết lỗi cái gì. Không biết lỗi gì luôn. Không thể nhận được thể lực. Cái này thì mình sẽ mày mò sau. Đấy, mày mò sau, mỗi ngày mất 60 thể lực đấy, mà ít gì đâu. Đấy. Hôm nay thì cũng là ngày quay mèo thứ hai. À quên mất cái gì ở ngày chơi cái sự chuỗi sự kiện Halloween ngày thứ hai. Chưa phải là quyết định đúng không? Ngày cuối cùng mới là ngày quyết định. Hôm nay thì nói chung thì cứ cứ gọi là cái gì nhỉ, lấy hết cơ có thể, lấy hết sức có thể thôi. Thể lực thì dự kiến mình cũng mua 4 hoặc là 5 lần, chắc là 5 lần. Đấy. Kim cương thì mình vẫn còn đủ cho nên là chơi thôi. Đấy. Tính toán làm sao cho nó hợp lý được các bạn ạ. Đấy, hợp lý được. Rồi ok, hy vọng nó không bị lag 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 lúc đấy đâu. Đấy, lúc đấy nó lag đấy. Oh no. Rồi ok, may nó không đơ đấy các bạn ạ. Rồi sao nó lại bị lỗi nhỉ? Rồi mình cũng không hiểu luôn. Còn mấy người chơi này toàn ở S98 hết. Đây rồi đúng không? Rồi ok. Hy vọng là nó không bị ngắt mạch giữa chừng đúng không? Minh Hiền mình chỉ xem một bạn ở S102 đi, à chính xác S101 đúng không? Bạch Dương. Xem bạn ấy có cùng lực chiến với uy lực của mình không? Rồi ok, lực chiến của bạn ấy lên tới 1 triệu. Còn uy lực thì nhỉnh hơn một xíu đúng không? Server số 101 à, đúng không? Xem một số 101 mà các bạn có thể nhìn thấy lực chiến uy lực hết sức là ấn tượng đúng không các bạn này. Mình không nhầm thì heo ú. Nếu như mình tin rằng không top 1 thì cũng top 2. Không top 2 cũng top 1 chắc chắn rồi. Lực chiến mình cứ thấy trên trên triệu về uy lực như này là quá cao rồi đúng không? Quá cao rồi. Mình sẽ quẩy luôn với bạn ấy. Đội hình bạn ấy sử dụng đang là hỏa tứ hồn với đam chủ lực ở đây là Mai đúng không? Với đam chủ lực ở đây là Mai. Phòng thủ chủ lực ở đây là Omega Rugal, con vệ phải gọi là khủng nhất hiện nay rồi. Và các bạn chú ý Omega Rugal bạn ấy lên tới 7 sao chứ không phải là 6 sao các bạn nha. Thực sự hết sức là dư giả. Mình có thể dám cá. Đây là một VIP 14 cộng đúng không? Mình không rõ VIP 14 hay VIP 15. Thực sự 7 sao rồi các bạn ạ, 7 sao rồi. Omega Rugal 7 sao. Ôi có mấy mỗi con đấy thôi, đúng không? Và Mai thì chắc chắn rồi. Ok, đằng đỏ full, được chiến trên triệu rất là kinh đúng không? Và mình tin rằng cũng là full một. Rồi chiến đấu thôi. Xem nữ rắn của mình khống chế team bạn ý như thế nào. Điểm mạnh của mình vẫn là khống chế và điểm yếu của team bạn ý vẫn là thiếu khả năng kháng khống chế hay là giải hiệu ứng. Mình luôn luôn chỉ rõ điểm mạnh và điểm yếu của rất nhiều đội hình. Điểm yếu của team nữ rắn cũng có luôn các bạn nha. Đấy, cũng có luôn nhưng mà chưa lúc để mình cái gì nhỉ, tự tay bóp chi nào đúng không?
Tạm thời mình sẽ chỉ ra mục tiêu của điểm yếu của người khác, chứ mình chưa chỉ ra điểm yếu của chính mình. Rồi, các bạn sẽ thấy mình khống chế của đội bạn sẽ khá là ghê gớm. Một phát đóng băng rồi, đúng không? Đội bạn không có yếu tố nào giải ứng cả các bạn ạ. Rồi, hai phát nữa, cực chuẩn đúng không các bạn? Cực chuẩn. Do khuôn khổ thời gian có hạn cho nên là bắt buộc chúng ta phải chấp nhận cái sự may rủi ở đây. Đấy, tức là thắng thua gì thì mình cũng chỉ có trận thôi, đúng không? Đấy, nên các anh em nào mà không may mà cái gì nhỉ, thua thì cũng coi như đó là sự hên xui nha. Đấy, cuộc sống là vậy mà. Đấy, rồi ok, chưa hết sự khống chế đâu, đúng không? Đấy, lượt 1 thì đã có Kula và Shermi. Lượt 2 thì sẽ có Chrysalis và Leo Lazi. Đấy. Rồi ok, các bạn nhìn thấy khống chế chùm lùm đúng không? Quá khó cho đội bạn để có thể gọi là cái gì nhỉ? Thoát khỏi cái sự khống chế đúng không các bạn? Đấy. Mình như vẫn nói rồi, đặc sản của team nữ rắn của mình không phải là thiêu hồn, mà là câm lặng. Đây là đặc sản của team nữ rắn. Tới từ nhiều vị trí. Chính xác là tới 3 võ sĩ, 50% võ sĩ trong đội hình của mình có khả năng gây câm lặng. Không thèm tính thằng Omega Rugo đúng không? Omega Rugo thực ra nó là kháng mọi hiệu ứng và có thể bắt chiếc được mọi hiệu ứng. Nhưng vấn đề là phải học được cơ. Chứ nó mà không học được thì cũng chịu. Rồi, các bạn sẽ thấy nó tương đối là ảo diệu một chút. Khi mà bên đội bạn phải gọi là cực kỳ ăn học đầy đủ. Môn miếc là full, đỏ đẳng cũng là full đẳng đỏ. Lực chiến thì cực kỳ kinh khủng khiếp rồi đúng không? Đội hình không có cái vấn đề gì để chê cả. Phòng thủ tốt nhất, gây hiệu ứng tốt nhất, đam tốt nhất rồi. Nhưng mà vẫn không thể gọi là gì để chống được lữ rắn. Đấy, một cái team mà tưởng chừng nó rất là bình thường đúng không? Nó rất là bình thường. Và mình nói luôn thì cái số lượng người chơi team nữ rắn ở hiện tại các bạn vẫn rất là ít, rất hạn chế luôn. Team hỏa rắn thì nhiều, nhưng nữ rắn thì mình nói luôn là rất hạn chế. Vì đây là một cái điểm mà mình rất là hài lòng, Hoàn toàn tờ lũ S98 không muốn bị một ai đó gọi là bắt chiếc hoặc là lặp lại team hoặc là đi bắt chiếc team của ai đó. Mình rất là muốn chơi một cái team mà không đụng hàng. Thì đây là một cái team mà mình cảm thấy rằng rất là hài lòng khi mà không bị đụng với ai cả. Trong tương lai thì không biết rằng điều đó còn giữ được mãi không, nhưng hiện tại thì mình xem lại mình rất là hài lòng. Quá ổn các bạn ạ. Một đội hình chất lượng, không đụng hàng và vẫn đạt những hiệu quả hết sức là tối ưu. Mình không phải khoe nhưng thực sự rất là đau đầu để nghĩ đội hình, để nghĩ ra cái đội hình này. Và tiếp tục trong tương lai mình sẽ phải tiếp tục đau đầu nữa để tìm những đội hình tiếp theo nữa. Thật sự cuộc chơi với mình thì nó không đơn giản như các bạn suy nghĩ đâu. Rồi ok, khá là ảo diệu đúng không các bạn? Khá ảo diệu. Rồi, có lẽ thời của team tứ hồn nó vẫn chưa đến một cách hoàn toàn. Đội hình của bạn heo ú cái gì đấy đúng không? Rất là mạnh nhưng mà mình rất tiếc. Shermi cũng như là Kula cũng như Chrysalis nó khống chế quá ghê gớm. Rồi, mỗi trang thì mình sẽ chỉ được gặp có một người rồi để cho nó đỡ bị trùng lặp đúng không? S7 mặt trời đây rồi. S7 chùm, vua hỏa rắn đây rồi đúng không? Thử xem vua hỏa rắn và vua nữ rắn ai sẽ là kẻ chiến thắng. Thực sự thì nó chênh lệch nhau quá nhiều. Chắc mình phải đánh khoảng độ 5-7 trận thì mới tìm ra một trận thắng. Có lẽ thì cái này sẽ mình sẽ để một cái video riêng để mình đánh khoảng 5-7 trận xem có cơ hội không. Vì cái lực chiến nó chênh lệch nhau quá nhiều các bạn ạ. Uy lực thì mình không nói làm gì rồi, vì chênh nhau một uy lực thì cũng là chênh. Nhưng chênh nhau 10.000 lực chiến và chênh nhau 100.000 lực chiến thì nó khác nhau. Chính xác thì ở đây nó chênh nhau tới, mình sẽ là 1,1 triệu với cả 930. Thì nó chênh nhau bao nhiêu? Hơn 100.000 lực chiến các bạn ạ. Chênh nhau tới 105.000 lực chiến. Quá kinh khủng đúng không các bạn? Tên này, tay này nó còn kinh khủng hơn cả cái gì các bạn? Gần như 1,2 triệu lực chiến rồi. Đấy, nó còn, mình xem nào. Như thế là chênh nhau gần 200.000 lực chiến chứ đúng không? Đây là chênh nhau tới 150.000 lực chiến các bạn ạ. Quá kinh khủng đấy, cho nên là cái sự so sánh nó vô cùng khập khiễng các bạn ạ. Đấy, mình đề nghị là bác S7 chùm cũng như các anh em VIP 18 cộng là cái gì nhỉ? Hạ thấp lực chiến xuống để các anh em khác còn so tài còn có ý nghĩa. Chứ lực chiến cao như này so tài không có ý nghĩa các bạn ạ. Các công thức hỏng hết, sai hết. Nó phải tranh nhau chút chút thôi. 40.000, 50.000 lực chiến hoặc như vừa rồi rồi đúng không? Đấy, thì mới ăn thua. Ông để đến tranh nhau 150.000 lực chiến thì cái gì nhỉ? Ai dám đánh đúng không? Đố ông làm sao đánh? Biết trước là thua rồi các bạn ạ. Nên xem các anh em xem trận này cho vui mắt thôi. Chứ thực ra rất là khó thắng đúng không? Gần như không thể, không có cửa. Không có một cái cửa nào luôn. Lực chiến nó còn lệch thì cỡ thế rồi thì thôi em chịu rồi, em chẹo mồm rồi. Rồi với S7 chùm là chiều đặc biệt thì mình sẽ đánh 2 trận. Đánh 2 trận xem nó thua, nhưng mà nó thua ở mức độ như thế nào đúng không? Xem nó thua ở mức độ như thế nào. Rồi
Đây là cái gì là lục môn của Gis, nhưng mà xem ra hơi yếu nhỉ, hơi yếu đuối. Rồi cắn vào ai chứ, cắn vào cắn 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 vào Omegarugo thì mình càng thích. Rồi đam rất là to các bạn, đam rất là to luôn. Rồi chênh lệch nhau khá nhiều đúng không các bạn, chênh lệch khá nhiều. Rồi mình sẽ xem trận khác đi. Chênh này chênh lệch nhiều quá đúng không, chênh lệch nhiều quá. Lực chiến nó quá kinh các bạn ạ, con Chrysalis nó bị giảm công mà nó đám vẫn đau vai. Rồi chênh lệch nhau lực chiến nhiều quá. Cái này thì chắc là cái gì nhỉ? Mình sẽ phải một thời gian khá là dài. Một là cái gì ở mình ở server nó cũ hơn nhiều. Đấy. Hai là V18 cộng nó phải khác người các bạn ạ. Lực chiến nó phải cái gì đó phải gọi là kinh khủng khiếp đúng không? Mình nhìn ông nhầm là full 7 sao hết rồi này. Đấy, con Ghis về sau chắc chắn là ông ấy thay đi mà ông ấy còn nâng lục bôn làm cái gì không biết. Đấy. Rồi người ta dư mảnh vẫn đang các bạn ạ. Dư mảnh vẫn đang. Rồi ok, hy vọng trận này là cái gì không nhọ nhem như trận trước đúng không? Rồi hãy xem sức mạnh của ta đây. Rồi ok, mình đã nhìn thấy một cái sự logic hợp lý ở đây. Mình có tới 6 võ sĩ có cầm lặng đúng không? Đây là điều kiện, một trong các điều kiện để có thể gọi là cái gì nhỉ, đưa tới chiến thắng được. Thứ hai là có tới hai cái cầm lặng. Đây là một điều mình cho rằng là quan trọng. Quan trọng. Nó cũng đúng với cái tỷ lệ mà team của mình có thôi. Nó có đúng với tỷ lệ thôi. Còn trận trước thì nó không được đúng tỷ lệ lắm. Nó con này đau ấy. Đau ấy các bạn ạ. Rồi hoài chết luôn cả hai con này, hỏng 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 hỏng. Lực chiến nó chết nhau nhiều quá các bạn ạ. Anh em máu của mình nó ít mà đam mấy đối bạn nó to đúng không? Thành ra là không ăn thua, không ăn thua, không ăn thua. Đấy, không ăn thua, không ăn thua. Chết luôn được con Leo La Dị của mình thì còn làm ăn cái gì? Khống chế nó được, con khống chế con Leo La Dị nhưng mà khống chế hết các bạn ạ. Không khống chế được hết. Quả đấy mà Kula nó có hai cấp lại như phát này các bạn này. Thì có cơ hội đấy đúng không, có cơ hội đấy chứ như này thì không có cơ hội. Rồi không ăn thua, không ăn thua, không ăn thua. Thôi, chơi trong nhiều được chiến quá các anh em, để mình cái gì à, nâng cao được chiến thêm thì mình sẽ quay lại với S7 chùm sau. Thì giờ chơi với mấy anh em cái gì nhỉ, lực chiến nó ngang ngang nhau là đúng không, S7 chùm mình cho ra đảng nha. Đấy. Người ta nói là trẻ con đi chỗ khác chơi, đây là cái gì là người lớn lại đi chỗ khác chơi các bạn ạ. Sumo S98 mới đánh mãi rồi. Mình sẽ gặp một cái bạn nào đó lực chiến nó cũng ngang ngang đi đúng không, ngang 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 thì nó sẽ dễ dễ hơn. Xem nào, xem vào 79 đi các bạn nhá. Đăng nhập cách đây 2 giờ trước vẫn online tốt. Ok lắm ông, cái gì nhỉ, lực chiến cao thế nhỉ, cũng nhiều có mấy ông anh chơi kiểu gì bốc. Mình hoàn toàn ở ngoài này là không có nhìn được đâu các bạn ạ. Đấy, đúng không, chỉ được server thôi với level thôi, không sao ông chơi kiểu gì toàn những ông tai to mặt lớn sợ thật đấy, quá đáng sợ luôn, toàn trên triệu các bạn ạ. Uy lực thì 32.000 thì không nói làm gì rồi đúng không. Đội hình bạn ấy đang sử dụng là đội hình hỏa tứ hồn, chính xác thì mình không nhìn được con hỏa đâu cả. Đấy, nhưng mà đây là có yếu tố tứ hồn rồi, tứ hồn hai vệ kẹp Anis, kẹp Omega Rugo đúng không, hết sức là chất lượng. Bạn ấy kiên rất là nhiều về phòng thủ, tấn công thì không dựa vào hỏa là chính. Đấy. Có ca phẩy thì búp chí mạng thôi. Đấy, thay vì cao nét. Mọi người người ta thường dùng cao đấy, bạn ấy dùng ca phẩy. Thôi nói chung thì cái gì nhỉ, mỗi con thì một cái lợi khác nhau. Rồi giao Xiaomi của mình này để đội bạn nó thoát được nhỉ. Xiaomi của mình này lại không câm lặng à, mặc dù có độc chiêu ấy chứ. Rồi như này thì chơi được các bạn, chênh lệch nhau khoảng độ 70-80.000 lực chiến thì chơi được. Chênh lệch nhau khoảng độ cái gì nhỉ ông, 150.000 lực chiến này chơi với Jun này. Rồi đau phết đấy các bạn, đau phết đấy. Khả năng là mình thua rồi khi mà đội bạn là tung tuyệt kỹ đúng người quá đúng không, đúng người quá. Rồi Chrysalis của mình là một trong những cái hạt nhân của team đấy, đùa đâu, nhưng mà nó chết sớm quá.
Rồi, xém chết ca phẩy luôn này. Ca phẩy nó đang sướng đấy, đúng không? Nó đang được hồi nộ, nó đang sướng đấy. Rồi, mình tin là trận này mình vẫn sẽ chiến thắng thôi. Vẫn sẽ chiến thắng thôi. Ok. Đau đấy đúng không? Bạn nhìn thấy chết luôn kìa, quả lửa cây máu của mình. Kinh vãi. Kinh thật đấy. Rồi, double kill thôi. Eo, dính đỡ đòn này không ăn thua rồi. Thôi trận này không ăn thua rồi các bạn ạ. Rồi, không ăn thua rồi. Quả đấy phải double kill cơ. Đấy thì mới cái gì nhỉ? Khống chế của Leo là gì với đội bạn cơ. Mình tin rằng với máy hút bụi thì mình vẫn có tỷ lệ chiến thắng. Vẫn có tỷ lệ chiến thắng. Nhưng không phải là trận này, đúng không? Không phải trận này. Rồi, với đội hình 2 vệ, bạn đã thể hiện cái sự khắc chế tương đối ổn trước team nữ rắn. Mình tin rằng là như vậy. Ngoài ra thì trận này của mình có Shermi nhưng mà nó cái gì 90% nhưng mà nó không cầm lặng được. Hơi ảo diệu một chút. Thêm nữa là Chrysalis chết khá sớm nên thành ra là đoạn ở dưới tương đối là phế. Chứ mình tin rằng cái gì ở team của mình vẫn có những cái lợi thế hoàn toàn là ổn định trước cái team tứ hồn hai vệ thế kia. Chứ thực ra team tứ hồn hai vệ mình nghĩ rằng không phải một cái team khắc chế được team của mình. Có nhưng mà không đáng kể các bạn ạ, không đáng kể. Rồi. Mình sẽ tìm một bạn khác tiếp đi, đúng không? Tiếp tục đi. Ai đó ở trên này đi, Giang A Sụt, một bạn ở server số 73. Vừa đăng nhập cách đây 30 mấy phút rồi, rồi lại một trên 1 triệu lực chiến vội hình thì còn đây rồi đúng không? Đây chính là siêu hỏa tứ hồn trong truyền thuyết. Rất nhiều người, rất nhiều các tư chất 15 cộng. Mình sôi đã rất rất nhiều các VIP 15 cộng đang ưa thích sử dụng đội hình này vì nó có sự ổn định giữa công thủ hiệu ứng và cả giá hiệu ứng. Công thì có cặp hỏa cực kỳ khủng khiếp, ngoài ra Leo La Dị không ai dám nói là nó đam yếu cả. Đấy, hiệu ứng thì Kula và Leo La Dị đang là những ông chủ hiệu ứng rồi. Chưa kể Anis thì còn đâu giải hiệu ứng thì có Anis và Omega Rugo. Chính xác thì Omega Rugo là không ai gây được hiệu ứng cho nó đúng không? Thì nó cũng khỏi phải cần giải hiệu ứng. Cho nên nó cũng tương đương với giải hiệu ứng. Đấy. Còn Anis thì vừa làm giảm tỷ lệ gây hiệu ứng bên phe địch. Ngoài ra thì mỗi lượt còn auto giải hiệu ứng một cho một võ sĩ. Thật sự rất là hoàn hảo đúng không? Rất hoàn hảo. Cho nên rất là nhiều đại gia, rất là nhiều VIP 15 cộng ưa thích dùng đội hình này. Và đội hình siêu nữ rắn là đội hình sinh ra để khắc chế đội hình này. Đây là hoàn toàn mình bốc một cái random các bạn nha. Và nó ra như vậy. Mình nhận và mình thực sự thì mình bán ác ở rất nhiều các server khác nhau. Mình nhận thấy rằng đây là đội hình hết sức đại trà. Do đó là mặc dù là VIP 15 cộng các bạn nha, do đó là mình xây dựng nữ rắn nên là như vậy. Đội bạn có tới 2 võ sĩ nữ và đây là con số yêu thích của Shermi. Câu nói này mình dùng khá nhiều lần rồi và thực sự nó đúng là như vậy các bạn ạ. Mình tin rằng nếu như không có quá nhiều biến động nhọ nhem mình trận trước thì khả năng cực kỳ cao là mình sẽ chiến thắng. Rồi, mình đã thấy Shermi có lục bôn. Và đây là một trong cái điều kiện tiên quyết để có thể gọi là giành lợi thế trước những cái team mà nó hoàn hảo như là team đội bạn. Đây. Rồi, tỷ lệ chuẩn đấy các bạn ạ. Tỷ lệ chuẩn đấy đúng không? Hai câm lặng là một cái tỷ lệ hết sức là chính xác. Rồi ok con gì. Rồi nó mà chém phát nữa vào Chrysalis thì nhọ quá đúng không? Ăn đòn suốt từ đầu tới giờ rồi. Đấy đúng không? Tương đối là nhọ nhem này các bạn. Tương đối nhọ nhem nhưng phải chấp nhận thôi. Đúng không? Phải chấp nhận cuộc chơi thôi. Nó có tỷ lệ mà đúng không? Mình mất đi Chrysalis là tương đối là phí phạm đấy các bạn. Bởi vì kiểu gì nó cũng câm lặng được 1 đến 2 võ sĩ bên phe địch. Điều đấy rất là quan trọng. May quá nó không đỡ đòn. Rồi đi luôn cả đôi các bạn ạ, đi luôn cả đôi. Rồi ok, hay quá, vẫn còn đỡ đòn. Nó ăn cốc đóng băng đấy các bạn, nó bắt chiếc đấy. Lục bôn chưa? Lục bôn rồi. Mày quá đúng không? Nó đánh đúng rồi, con nhiều máu nhất. Không sao cả, Leo La Dị ngay lập tức nó sẽ cái gì nhỉ? Hồi lại lượng máu thôi, đúng không? Không có cái vấn đề gì cả. Mà máu nó càng ít, đào nó càng to các bạn ạ. Thôi đội bạn quá đen này. Đội bạn quá đen rồi, ok, hai cái choáng, đúng không? Không chết bè lạ. Chết hết luôn rồi các bạn, chết hết luôn rồi. Được chưa? Mình còn tới 5 võ sĩ nha.
đội bạn khá nhọ trên này đúng không, khá là nhọ, khá nhọ rồi, ok, vẫn còn Omega Ruko, nhưng một cái nhén chẳng thể làm lên mùa xuân. Bên mình cũng vẫn còn Omega Ruko rồi. Shermi nó vẫn cổ hết sấp xỉ 200.000 HP rồi, phát cuối lại bị cái gì ở hút nộ, nhưng mà Omega Ruko đó vẫn là một cái điều gì đó rất khác biệt. Dù hút nộ nhưng nó vẫn còn được phun nộ các bạn ạ. Nhưng mà không được đâu sói à. Liêu La Dị nó đam to lắm, 6%, 7% thì đúng hơn, nhân 2 lên là 14%, rất khó chịu đúng không các bạn. Rồi ok, những pha đợt kèo khá là ổn, mình khắc chế khá tương đối tốt những cái team như là team tứ hồn. Còn team thực ra là cái gì, kể cả team hỏa rắn về đây, hỏa gọi là cái gì, hỏa rắn server mình cũng có thôi, Yoshin băng đấy đúng không, nhưng mà ông ấy vừa rồi vớ phải, đúng phải ông ấy lực chiến cao quá các bạn ạ, cao quá thì là chịu, chiến cao quá chứ cái gì nhỉ, hỏa rắn mình vẫn làm thịt suốt thôi. Nói chung thì không xoắn, thời điểm hiện tại nữ rắn mình không dám nói là vô đối, nhưng mà thật sự không xoắn nhiều người. Rồi ok, tiếp tục là một bạn ở server S7 có tên là Dragonite, mình sẽ test đội hình bạn ấy đi. Uy lực hơn mình một chút, và đây là một team cái gì nhỉ, cũng lại là cái gì ạ, nó gọi là tứ hồn à, tứ hồn kèm Anis với hai vệ, bớt đi một chút khả năng gây hiệu ứng của Kula, nhưng bù đó thì cái khả năng phòng thủ lại tốt hơn nhiều với Yis. Phòng thủ chỗ đội hình tốt tới cả từ nội tại đến bản thân nó đúng không, từ nội tại đến từ kỹ đến độc chiêu đều đem lại cho Yis rất là nhiều những cái khả năng phòng thủ. Chưa kể thì Yis được áp lên lục môn rồi, mình xem bạn ấy ăn nuôi ăn học tới cỡ nào đúng không. Uy lực thì ổn hơn nhiều so với mình rồi, lực chiến cũng ổn hơn nhiều rồi, thì chỉ xem là cái gì nhỉ, cái mức độ ăn học về môn nó có ổn hay không thôi. Còn về sự khắc chế thì mình cho rằng team của mình hiện tại thì tương đối là hoàn hảo và không có một cái điểm yếu gì để ai khai thác. Mình tin rằng có điểm yếu nhưng mà chưa có người khai thác được. Mình và mình chưa thấy cái đội hình nào của ai đó có gọi là khai thác được cái điểm yếu của team nữ rắn về thời hiện tại. Còn trong tương lai thì chắc là sẽ có thôi, sẽ có người tìm được thôi. Còn bây giờ thì chưa thấy ai cả. Do đó thì team của mình về cơ bản thì vẫn đang hưởng lợi khá nhiều lợi thế khi đối đầu chấp uy, chấp lực chiến, nhưng mà cái chiến thắng vẫn khá là dễ dàng, không bị gọi là sát nút quá. Đây là lượt số 2 và team mình vẫn được hưởng lợi đầy đủ từ sáng thế rắn đỡ đòn cũng như là khá chí mạng. Rồi, hãy xem sức mạnh của ta đây. Hơi đáng tiếc một chút khi mà Chrysalis không được gọi là giải ứng. Đấy. Kể như Chrysalis được giải ứng thì nó sẽ tung tuyệt kỹ, tung độc chiêu để giải ứng cho Shermie. À rồi, nhưng mà nó Shermie cũng không có, Chrysalis cũng không có độc chiêu đúng không? Đấy, trận này khá ảo diệu. Chrysalis là võ sĩ có tỷ lệ độc chiêu cao nhất trong team khi mà nó lên tới trên 50%. Đấy, tới từ rất nhiều thứ. Trong tương lai khả năng là mình sẽ phải đưa Leo La Dị lên hàng trước, vì một đặc điểm của Leo La Dị đó là khi bị đánh thì nó cũng hồi độ. Đặc điểm thứ hai của Leo La Dị đó là máu càng thấp thì lượng sát thương gây ra càng lớn. Đây là điều hết sức quan trọng. Rồi, một cái câm lặng và như thế là đủ. Làm mất tay của Anis. Rồi, chết luôn các bạn ạ. Quá ghê gớm đúng không? Quá ghê gớm. Dù đó là Rugo. Rugo thì có một điểm rất là hay, đó là lực đỡ đòn và tỷ lệ đỡ đòn trong hai đợt đầu tiên được tăng vọt. Đấy, tăng vọt gần như là auto đỡ đòn luôn. Đấy, kết hợp thêm với khá chí mạng của team tứ hồn thì thực sự Rugo trong hai đợt đầu tiên là một bức tường vô cùng vững chắc. Nó khác biệt hẳn so với Rugo khi chưa được lưng một. Làm cho khá nhiều người vẫn kỳ vọng vào Rugo sẽ có một vị trí vững chắc trong đội hình, có thể đối đầu với nhiều team. Tuy nhiên tới lượt số 3, khi phải đối đầu với những team sẵn sàng đánh lâu dài, thì thực sự Rugo không phải là một bức tường gọi là cái gì cố vững chắc giống như là Omega Rugo. Thì thôi, võ sĩ sinh ra sau thì tất nhiên nó phải mạnh hơn võ sĩ sinh ra trước đúng không, đấy là cái điều hết sức bình thường do một trận chiến tương đối là dễ dàng. Đội hình của Dragonite mình nói luôn không phải là yếu mà hoàn toàn là đầy đủ cái yếu tố công thủ hiệu ứng và cả giải hiệu ứng. Tuy nhiên đó là chưa đủ để giải quyết team nữ rắn. Mình không phải khoe khoang gì cả, nhưng ở đây hoàn toàn mình nói theo video thôi, nói theo những cái trận đánh diễn biến của nó như vậy thôi đúng không. Không thể là mình nói là team của mình yếu hơn trận vừa rồi mà vẫn thắng được đúng không. Rõ ràng là team của mình mạnh hơn ở một điểm nào đó. Tiếp tục thôi các bạn, mình đã qua tới trang số 6 rồi và có lẽ đây sẽ là trận chiến cuối cùng, vì đã đến giờ thì cái gì là mình phải xử lý công việc rồi, đó là vào khung giờ 20:59 đúng chưa. Chúng ta sẽ phải phân chia thời gian cho hợp lý thôi các bạn.
Rồi mình sẽ đối đầu với Kyo S37, một bạn rất là gần gần về 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 với mình đúng không? Có tên là IS Thanh. À, một đội hình có tên hiện tại đang sử dụng là đội hình siêu gấu, có đúng không nhỉ? Mình xem có đúng mấy con gấu. Đúng rồi các bạn ạ, siêu gấu sát thủ luôn. Với vị trí của Leola nữa. Leola được hưởng lợi khá là nhiều từ Robert và cả từ Chitwa. Ngoài ra thì bản thân Leola có tỷ lệ chí mạng rất là cao. Do đó thì thực sự cái tỷ lệ chí mạng của Leola là võ sĩ có tỷ lệ chí mạng cao nhất nhì trong đội hình. Có lẽ nó chỉ đứng sau Shemiloi thôi, bởi vì tỷ lệ chí mạng của Shemiloi được búp rất là nhiều từ nhị môn. Từ nhị môn. Do bộ đội hình mình đánh giá là hoàn hảo và có nét, mặc dù nó là team gấu, đặc biệt nó là một team gấu, cho nên nó lại là một cái team mà gọi là ít người dùng, nên nó lại càng gọi là cái gì có sức cuốn hút hơn. À, đây là một team gấu nhưng mà lại có zero, cho nên là cũng là một cái team mà có cái sức phòng thủ, chứ không phải là chỉ biết tới sát thương và sát thương. À, về độ hiệu quả của ác này như thế nào thì chúng ta hãy cùng thưởng thức xem một trận đánh như thế này như thế nào, đúng không? Lực uy lực của bạn ấy lên tới hơn 32.000. Chính xác là một người biết nuôi team gấu chứ không phải là chỉ biết mỗi gọi là nhỉ, biết cái tên của nó mà thôi. Gấu là phải có uy lực rồi. Lục bôn của Robert đây. Tiếp tục là S-Mark của Chitwa. Đấy, mặc dù kháng chí mạng của mình đã lên tới 40%. Đấy, nhưng mà các bạn nhìn thấy chí mạng nó vẫn ra đùng đùng đúng không? Rồi tiếp tục là chí mạng của Shemiloi. Quang tèo ngay cái gì các bạn? Quang tèo luôn cái gì nhỉ? Cái gì đấy các bạn? Quang tèo luôn luôn cả cái gì? Anis, một trong các hàng hạt nhân của cái gì của team. Đấy, khá là cái gì nhỉ? Cày đúng không? Rồi vì là sáng thế lên đội bạn vẫn có kháng chí mạng các bạn ạ. Đội bạn vẫn có kháng chí mạng. Rồi nhưng đội bạn mình để ý không nhầm thì có tới 2 võ sĩ nữ. Và mình xem lại con số 2 là con số yêu thích của Shermie. Rồi không hồi sinh. À đây rồi đúng không? Đây rồi đúng không? Để trốn với ông theo được. Dù sao thì trong dàn team gấu đấy, thì trong dàn team sáng thế thì sáng thế gấu vẫn là team có khả năng phòng thủ thấp nhất. Và các bạn có thể nhìn thấy đúng không? Mặc dù nó có lên tới 50%, hơn 50% tỷ lệ đòn cho các võ sĩ, cho toàn bộ võ sĩ trong 2 lượt đầu tiên, nhưng mà các bạn có thể thấy là vẫn rất là khó chống chịu trước cái team lữ rắn của mình. Một cái team mà không phải là có cái lượng sát thương quá kinh khủng khiếp. Rồi ok, đội hình của đội bạn rất là có nét, cũng rất là kinh khủng khiếp trong 2 lượt đầu. Đã giết ngay một võ sĩ ở bên đội hình của mình. Mặc dù mình kháng chí mạng và đỡ đòn cực kỳ kinh khủng khiếp đấy, nhưng mà vẫn quang tẹp. Tuy nhiên điều đó vẫn chưa thể kết thúc Blue S98 được. IS xanh rất mạnh, nhưng bạn chỉ có thể là cái gì nhỉ? Ôm bom tự sát với ai đó mà thôi đấy, chứ vẫn chưa đủ sức, thực sự vẫn chưa đủ sức để tiêu diệt được team của mình đúng không? Hy vọng là sẽ gặp lại bạn trong một cái chế độ khác nữa, ví dụ như chế độ tranh đoạt trên server chẳng hạn đúng không? Thì chúng ta sẽ đối đầu với cái team 4v4 chứ sự 6v6 thì team của IS xanh thực sự thì mình tin rằng đã nuôi tới mức gọi là tối đa rồi. Đấy, khi mà toàn bộ cả 6 võ sĩ đều được full môn, mình tin là như vậy. Đấy, các võ sĩ tư chất 13 rất là dễ dàng để nâng môn. Đấy, còn tư chất 14 ở đây thì bạn phải dùng có 2 võ sĩ thôi thì không có lý gì lại không full môn được đúng không? Không có lý gì cả lại không full môn được. Bạn cũng đã có lợi thế về uy lực rồi. Có thể là do bạn nâng uy lực quá tốt hoặc là mình nâng uy lực hơi tệ một chút, nhưng bạn đã hơn uy lực, mình tin rằng đấy là có lợi thế rồi. Và mình đây tin đây là một trận chiến không phải là do mình quá may mắn và cũng không phải do bạn quá đen đủi, nó là một cái công thức rồi các bạn ạ. Nữ rắn hoàn toàn có thể chiến thắng được trước team một team gấu, một team gấu. Rồi cho nên là nói chung là cái gì là team gấu trong truyền thuyết của bên SWQ nó cũng như kiểu team hỏa rắn của bác S7 chùm ấy, đúng không? Lực chiến của nó quá khác biệt các bạn ạ, do đó thì mọi so sánh nó là khập khiễng. Khi mà người ta nuôi một cách nó gọi là gì, không cần công thức như thế rồi, thực sự rất là khó khăn các bạn, rất là khó khăn. Thì thôi đúng không, thế giới của S7 chùm và của những bạn bên WQ không phải là thế giới của mình, thì mình sẽ chơi với những ai trong thế giới của mình thôi. Thực sự mấy ông đấy các bạn không nên so sánh làm gì cả, nó mất thời gian ra các bạn ạ. Nó quá kinh khủng khiếp, thực sự nó quá kinh khủng khiếp. Mấy ông VIP 15 ở quanh quanh S8 hoặc S cái gì nhỉ, 6 mấy 7 mấy mình còn quẩy được. Lực chiến nó vừa thôi, ông triệu thôi, tôi 900.000 ông triệu thôi, thì cái gì còn so sánh được. Tôi 900.000 ông lên 1.2 triệu ai chơi, ai chơi đúng không? Ông bị sắp 1.2 triệu rồi đúng không? Ai chơi công chê được cái đúng không? Đây này đúng không, với sumo này mình còn cái gì còn đánh được chơi đúng không? Mấy ông kinh khủng hơn thì đánh ông sao được. Rồi ok, làm trận với Yashin Bang đây. Đây hỏa rắn của các anh em đây nha, nó hơn mình uy lực, nó hơn mình lực chiến nhưng mà nó vừa vừa thôi đúng không? Vừa vừa phải thôi, người ta còn chơi được.
Cái gì mà giàu thì nó khinh à? Đúng không? Đâu? Giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh. Thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt, đúng không? Cái ông phải vừa vừa thôi thì mình mới có người chơi cùng. Ok. Đôi bạn lực chiến nó cũng vừa vừa thôi thì mình mới có đánh được, đúng không? Ông lực chiến to quá, lực chiến to quá. 6 sao thôi, đúng không? Ông chơi 7 sao. Khéo với phần ông còn lưng cả võ đạo ấy, thì thôi em cũng đến lạy. Chơi với run à, đúng không? Ông chơi thế, ông chơi với run à. Rồi, đỡ đòn hết nhá. Hai cấp lặng mình cũng không sợ đâu. Kula chắc quang tèo rồi. Why? Rồi, không sao. Không sao, không sao, không sao. Đấy. Phải gọi là cực đẹp luôn đấy các bạn. Shermy nó sẽ giải hiệu ứng và búp công luôn cho cả Leola. Đấy, cũng như là Kula. Đúng không? Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Quả này cái gì nhỉ? Leola, cái gì? Leola gì? Nó cắn ra thì lát người. Nó được hưởng lợi hai từ hai cái búp công cơ mà. Thì đỡ đòn cũng phải lên tới 400.000 lực chiến. À kìa, 400.000 đa. Cao chơi với đúng không các bạn? Ơ, con Zero không chết à? Tưởng mày không chết. Nói chí mạng này. Được số 3 rồi mà các bạn. Chết em rồi. Rồi thôi không sao. Cắn cái con gần hết máu này cũng như nhau mà thôi. Kula còn sống thì mình được hưởng lợi hơi nhiều đúng không? Nhưng mà nó chết rồi. Rồi, trận này chắc mình thua. Thế 8 phần là mình thua đúng không? 5-8 rồi, xem cố được. Rồi, hy vọng là cái gì nhỉ? Mình sẽ double kill được rồi, tốt rồi. Đấy. Nó càng ít máu càng tốt các bạn ạ. Rồi ok, chí mạng. Đau đây đúng không? Đau đây, đau đây, đau 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 đau. Rồi ok. Láo với ông theo được đúng không? Láo với ông theo được. Ôi giời, sao mày hay đỡ đòn thế nhỉ? Đôi bạn hay đỡ đòn quá. Ông hay chơi đỡ đòn quá. Rồi ok, mình nghĩ là cái gì đến nó cũng phải đến thôi, đúng không? Leo là gì đội bạn vừa double kill rồi thì không thể là cái gì nhỉ? Ông ăn mãi được. Thôi, cái gì là mình bỏ qua nhá. Thắng thua nào mình bỏ qua. Đấy, đúng không? Thì mình bảo là win được mà lại. Để còn vào cánh mè. Cả ngày có một cái khung giờ 20:29 thôi. Công chi linh tinh. 32 rồi này. Rồi nhưng mà cái gì đánh ai bây giờ? Đánh mỗi sumo thôi. Thôi từ từ, thôi mình canh đúng phát cuối thôi. Đấy, một trận này thì chắc là không ăn được rồi, trừ khi mình hên. Đấy, chứ còn đâu không. Một trận này thì tỷ lệ nó thấp quá. Đánh 3-4 trận thì mình có khả năng cực kỳ cao là sẽ đả bại được sumo xuống top dưới. Đấy, nhưng mà cái gì là một trận này thì khó quá. Mà đánh 2-3 trận thì cái gì nhỉ? Tốt ít bữa. Ấy, 5 năm rồi. Ấy, eo, ông làm ghê. Ông làm ghê không? Đây cái sự cố đấy các bạn, đua bot này chết à, đúng không? Đua bot này chết. Đua bot này chết em. Đua bot này không được đúng không? Đua bot này không được. Thôi bỏ qua cho nhanh các bạn nha. Hôm nay nhọ rồi, không sao. Thôi thế cũng được, đỡ tiếc các bạn. Chứ quả đấy thắng thì ông lại ngồi trong ông lại ngồi ông bảo anh đấy tiếc đấy đúng không? Ông lại ngồi ông tiếc thôi. Top 3 nó cũng là cái vị trí đúng đấy các bạn ạ. Chứ top trên là sai đấy, đúng không? Ông sumo ông đánh ghê không? Ông đánh ghê không? Ông đậu mùa ông đánh ghê không? Lila này đúng không? Cậu mình đánh kinh lắm. Đấy băng này đúng không? Đấy ông động mùa ông vừa đánh này nhưng muộn rồi. Tôi đánh sumo còn muộn này, ông đánh làm sao kịp được. Rồi ok, thực ra không phải là sumo à thì là động mùa đánh mình trễ đâu. Chả qua đánh mấy trận trước mà nó không thắng được thôi. Đấy, cũng như mình đánh sumo đấy đúng không? Nói chung thì nó có thứ hạng rồi. Eo hôm nay được hạng 6 cả, không online mà téo gì đấy các bạn ạ. Chứ cái gì nhỉ? Làm video từ lấy giờ có lúc nào online đâu. Rồi ok. Cũng quên mất không kiểm tra xem mình có bao nhiêu bí rồi nhỉ. À vào cái sự kiện mà kiểm tra nhá đúng không? Ông vào kiểm tra thì lộ hết. Các anh em vào sự kiện lại kiểm tra không bị lộ nhá. 54 bí. Còn cái này thì mình bảo rồi nó là luôn luôn là free. Luôn luôn là cái free bao la. Cái 54. Rồi ok. Còn ngày mai cơ đúng không? Ngày mai mình quyết định 120 cái. Tốt quá các bạn ạ. Tốt quá. Hay là mình đổi cái Mr. Big nhỉ. Hay đổi Mr. Big. Cái này thì thực ra hai cái vũ khí nó tăng lên xem nó bao nhiêu. Mình thử thức tỉnh xem tăng bao nhiêu. 6.400 thành 7.200, tăng được khoảng 800 công. Cao hay phải thấp đâu đúng không? 800 công là cao đấy, không phải thấp đâu. Thôi, còn thằng Mr. Big thì thêm được 200 đến 300 lực là gì là cùng chứ gì? Đúng không? 300 lực thì cũng chả hơn được ai cả. Cùng lắm là hơn được đậu mùa, mà đậu mùa thì mình thấp uy hơn mình vẫn thắng.
Đấy. 300 uy lực thì cũng chẳng ăn được sumo với cả cu cốp. Cũng không ăn được, không hơn được sumo với cu cốp. Mấy ông này ông 36.000. Thế tôi đúng không? Mình vô gì mình phải tăng uy lực. Trai làm cái gì cả. Đấy, các anh em chơi là phải tính, các anh em chơi là phải tính. Đua được uy lực của người ta thì hãng đua. Như băng này cũng thế, 32.000 thì mình đua, cố đua thì may ra còn được. Nhưng mà thôi, mình không cần tăng uy lực, mình vẫn thắng này, đúng không? Thì mình tăng uy lực để làm cái rẻ. Để trai này làm cái gì cả, đúng không? Mấy ông này cũng thế. Đấy, mình có cần gì đâu, đúng không? Sumo vừa bị đậu mùa tiêu diệt này, đúng không? Mình rồi đội hình của đậu mùa kinh lắm, đùa đâu. Mạnh đây, nó có sự khắc chế đấy các bạn. Đấy, ok. Thôi rồi, không sao, đúng không? Cuộc chơi còn dài, các anh em nhớ hôm nay có chế độ 12 cung. Nó có cho tới 6 võ sĩ được dùng chứ không phải là 3 võ sĩ như mọi khi. Các anh em cố gắng mà quẩy đè, đúng không? Ngày mai thì mình cũng sẽ canh me để làm boss cung, boss chủ boss cung thì sẽ được tới 3 dương phím cam. Một số ông lại bảo không cần thiết đấy, đúng không? Canh me cái gì nhỉ? Cái này cái gì khó chứ, canh me cái này thì cũng dễ thôi vì nó trùng với khung giờ 20:59. Ngày mai mình chỉ cần bỏ 20:59 mình chạy qua boss cung thế là xong, đúng không? Nó cũng rất là dễ dàng thôi. Chứ không có cái gì gọi là khó khăn cả. Còn đâu cái chế độ này thì nó rất là ngon. Nhiều vàng. Mỗi ô này là 50.000 vàng. 20 viên đá cường hóa, đúng không? 12 ô thì sẽ thành ra 1,2 triệu vàng. Kèm theo đó là một lượng đá cường hóa lên tới bao nhiêu? 240 viên cường hóa, đúng không? Quá là ngon. Quá ngon. 20 viên đá cường hóa thì nó cũng có giá là 120.000 vàng. Ít đâu các bạn. Ít đâu. Cho nên là các anh em hết sức là chú ý trong cái chế độ này. Rồi ok, tuần này sẽ là tuần boss cung của mình khi mà nó có tới rất nhiều là nhiều võ sĩ liên quan đến team siêu nữ, và boss chủ boss cung hiện nay cũng là đang một trong những bạn chơi team siêu nữ phải gọi là tốt nhất SCTA, đó chính là Yushin Hiệp, nhưng mà bây giờ đổi tên rồi, đúng không? Sao mình bấm lung tung chạy đâu, boss cung rồi mà đâu rồi, Yushin Hiệp. Đấy, đây đúng không, đã đổi tên thành xin đừng lặng im. Đấy, đây đúng không, ba con nữ đó là Kasumi, Mai và Kula. Đấy, mình tên đang đều được trạng thái là trạng thái football, mình cũng thế thôi. Đấy, đội hình của mình thì cũng thế thôi. Đâu rồi, đây lôi đài đúng không, mình còn tới ba võ sĩ giống hệt bạn ấy luôn, mà thực sự sức mạnh của nó rất là kinh khủng khiếp, rất kinh khủng khiếp. Đấy, mình hoàn toàn có thể đánh được xin đừng lặng im đây đúng không. Đấy, đã đánh ốt cung rồi, nói chung thì nó có thể, sẽ có tỷ lệ thôi, không sao cả, không sao cả. Đấy, điều đó là hoàn toàn chính xác. Đấy. Rồi ok, rất là nhiều âm mưu vào cuộc đời đúng không. Đấy, ok. Đấy. Mình sẽ quay trở lại các bạn trong những clip tiếp theo với những nội dung tiếp theo, và thực sự đầu tháng này sẽ là một tháng đầy biến động và bất ngờ, và trong thời gian sắp tới mình tin rằng điều đấy nó sẽ còn xảy ra tiếp chứ nó chưa dừng lại ở thế giới đại. Sẽ còn nhiều điều thú vị trong tương lai, và mình tin rằng cuộc chơi sẽ khó đoán, sẽ trở lên làm cho quyền vương 98 không phải trở nên khó chơi hơn mà sẽ làm cho lên trở nên hấp dẫn hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mình là Tờ Lú S98.